Nằm đi chồng. Nằm. Vậy như tôi. Ngày lúc này một cúi lắm rồi đó. Cứ gì chị? Chị chẳng lắm. Đánh được con chim đâu phải đơn giản mà. Và trả đầu tầm này thì đến gần 6 giờ rồi đấy. Ngoài thủ đô đang rất lạnh. Sương tầm này là sương xuống. Chưa kể đến trong núi còn lạnh nữa. Quý mà không xuống được, thôi rồi. Giờ cái ác cái xong. Trên tới còn con nữa. Không biết do mình trở thành thế quá đẹp hay là tại con buổi hôm nay không biết. Sao bụng đi như vật trăng. Ừ, móc lồng rồi. Khỏi lắm, lạnh quá. Có tiếng sáng lắm. Tối. Mình chả biết lồng đã chết rồi này. Hình như nó đang ở đây.
cúi cúi quá. Mình nghĩ là ngồi đấy. Đoạn đấy không phải dưới. Phải kể. Phải kể đã biết rồi. Ui, bông là lồng à? À đây, lồng này. Lồng bên trong kìa. Đây, mồi đang di chuyển cùng bên cạnh. Bên tay trắng, mồi đến này. Đây này. Thế đang thấy mồi chưa? Mồi bên tay trắng. Bóng mồi xong. Cái lòng mình chơi kia. Mình lấy câu từ. Ông bỏ mạnh ra em không chết. Xuống xem nào.